Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Thì giờ anh Phong bị đuổi đi rồi, giờ thấy không có ai chăm sóc cho thằng Đạt hết trơn nè. Đó, bỏ thằng Đạt mình mẩy thấy ghê luôn nè, nó đái ra rồi tùm lum hết trơn, rồi không có cho nó ăn gì hết trơn nè. Lấy cho nó gói mì nó ăn nè, nhộn nhịp ghê chưa. Giờ thôi khai đái tùm lum hết trơn thì cũng gán nói Dung là cho anh Phong xuống đây ở nè, nhưng mà Dung chưa có đồng ý. Thì như thế nào thì Quang cũng chưa biết. Thì thật sự nếu mà gia đình á không có thương anh Phong, không biết là anh Phong hồi xưa có cái gì không thì mình không biết, nhưng mà thấy không thương thì cũng rất là tội nghiệp, tội cho anh Phong và thằng Tài này nha. Thì nếu quý cô chú anh chị có ủng hộ thì có thể giúp đỡ cho để mà xây cái sửa lại cái nhà để cho Tài nha. Thì bên anh kênh của anh Minh Tân đó cũng có ủng hộ để mà sửa lại cái trại cho Tài ở, cho nó che nắng che mưa nha, để anh Phong cũng tiện mà việc anh Phong mà tiện việc để mà tắm rửa cho thằng Tài. Đói đói không Tài? Đói không? Đói không? Nhìn đây nè. Nè, nhìn nè. Khát nước không? Nước kìa, nó lấy nước uống đi. Nước uống. Long xuống là lấy nước cho anh hai uống Long. Trời ơi, ăn mì gì đó hả? Sáng đâu có gì đâu ăn mà. Cái đầu nó gì không à? Chí. Cái gì? Chí Chí hả? Ừ. Trắng hết trơn kìa. Sáng ngày cô chú anh chị em thấy ăn còn nghiệp không? Mì nó bẻ nhai à. Mấy mặt mà mũi sao mà không rửa mặt luôn, dính nó mũi thừ lừ cái gì dính gì dữ vậy. Anh Phong đi rồi có ai đâu tắm rửa. Cái nó mũi nó dính gì đâu mà. Cho nó té quá nha. Nó té hả? Nó té rồi cái lỗ mũi nó mới té nó trắng cái mặt xuống á. Giống như nó đi nó bị chợt á. Đúng không? Chầm chầm không? Đó, nó té nó chợt cái lỗ mũi nó mới gơ xuống sình á. Mai cái năm rửa giờ quá. Ừ. Con nấu cơm cho ăn người sống luôn chứ. Con Phong thì còn đỡ, ảnh còn tắm rửa cho nó được. Bây giờ ảnh mất tiêu rồi. Con ở rồi nó hôi. Hôi quần áo rồi. Cái này bởi vì là bệnh càng thêm bệnh nè. Đúng rồi. Ừ. Đó là nghiệp không cô chú anh chị em. Sống mà ở với cái trời đây thứ nhất là nó thấp nè. Nóng lắm, nóng luôn. Chiều qua nắng nó táp lên đây nè. Nóng lắm. Rồi nắng ở ngoài để hắt vô. Ừ. Quần thì đen thùi lùi luôn, quần áo kìa. Thì nè, nó đái, giờ... nó đái thấy không? Chỗ nó đái không? Nó đái thâm luôn kìa. Thâm đen hồi lù luôn kìa. Ừ. Long biết chạy không Long? Mấy mẹ con tính đi đâu mà đem xe ngoài này vô? Ngồi đi công chuyện ha. Chút đi xin việc làm hay gì Dung? Cái gì? Xin thảo mình ạ. Ở đâu? Xin thảo. Đi làm ở đâu mà? Tính là xin là làm nem hay gì Dung? À, cái này Bình Dương. Cái này đi Bình Dương rồi. Ai à, Dung hả? Dung với mẹ con đi cho không á. Vậy? Đem nghe thấy không nào? Đi Bình Dương hả? Ừ. Rồi... Đi thành phố đó. Sài Gòn thành phố á. À, chừng nào đi? Tính bữa nào qua hỏi là ngày mốt đi đó. À, mấy mẹ con là quyết định đi Bình Dương luôn ha? Ừ, đi thành phố là kiếm tiền sống cho nhà chết rồi. Ừ. Rồi sao Dung đi Bình Dương ra ngoài có quen biết ai chưa? Chưa. Vậy? Nói vậy không có đi. Trời ơi, không có đi ra ngoài bị bắt cóc rồi sao? Dung mà ra ngoài coi chừng bị bắt cóc đó Dung ơi. Đây có người quen, có cánh thở mà nè. Sợ sợ không? Dung sợ không? Đi làm với má. Hả? Dung dạ. Sợ không? Thôi thiệt á, mình nào giờ mình chưa có ra Bình Dương rồi đó là mình dám ra ngoài là cũng gan lắm rồi đó. Trên xuống cũng gan Sài Gòn nha. Ừ. Bình Dương y gan Sài Gòn ha. Anh ba mẹ cũng vậy, cũng chết vậy. Ừ. Ờ đúng rồi, Bình Dương thì nó cũng giống như Sài Gòn vậy thôi, nhưng mà mình quan trọng là mình có cái chỗ để làm chưa? Có chắc là nếu
đi kêu mẹ con đi chưa đi là người ta dắt đó. À, người ta nói là mẹ có người dắt ha. Ừ, có người dắt tại chỗ làm mấy nhau hoài là xe con. Vậy là có người dắt. Vậy là cũng mừng rồi. Rồi Dung có quyết định đi luôn không? Đi luôn rồi mẹ con đi. Anh Nhật, đi kiếm tiền ha. Đi làm bánh trung thu hả? Làm sống chưa? Có vợ chỗ rồi chưa? Có rồi. Bữa hổm ở ngoài kia có ai người ta kêu đi làm bánh trung thu gì đó? Ờ có hả mà kẹt cái như vậy nè. Sao đi, rồi giờ mấy bà kia đi hết trước kìa. Kẹt cái gì? Hạt điều hả? Không có, nhờ cái vụ này nè. Có vụ gì đâu, thì cứ đi thôi, vụ gì đâu. Vụ này qua rồi, giờ đi. Qua đâu còn à, qua nó. Anh làm ra, anh dám làm không? Có tiền không làm? Không có tiền bỏ ra mà. Có rồi đi rồi, thằng Tài làm sao? Thầy ra nó gì á, hả? À, đúng rồi. Trước khi đi là ba nó về ba mà anh Phong về ha. Ừ. Rồi đi có phát cửa lại không hay là đừng để cho anh ở. Đi khóa lại chưa. Rồi anh ở đâu? Ở dưới. Ôi chị Hồng. Chị Hồng rồi sao mà là phát cửa lại rồi nó sao luôn. Rồi ơi mà đi chân trước mà khi đi rồi, trước đi phá cửa rồi có nhớ đem cho ổng một hai cái nồi một hai cái chén nha. Mưa lễ với nhà cha con ăn rồi ngủ dưới đó. Bây giờ nó mưa gió rồi sao? Thì rồi hỏi thiệt nha chị Hồng không còn tình cảm nào với ổng một tí nào chứ hả? Đi thì thôi kệ cho ổng ở trong nhà đi, ổng giữ nhà đâu hả? Rồi, chị Hồng nhìn thẳng đây là nói chuyện coi sao? Vậy là không còn thương ổng rồi. Giờ gia đình là quyết định là mẹ con sống thôi đó chứ là giờ không còn là sự tồn tại của anh Phong đúng không? Chị không? Rồi quyết định này bó tay rồi. Anh Phong rồi ảnh nghe được cái tin này chắc ảnh đi khóc dữ lắm luôn ạ. Nói chị Hồng có người mới à. Có không? Có nào không? Hả? Mẹ con nào không? Mẹ con đi làm sống. Chết ngờ nhau. Trời ơi mưa quá rồi. Chắc này ở nhà con mà Dung một ngày mưa gió quá trời lớn à. Nè, thấy chưa? Ở đây mưa gió cũng dữ lắm nha. Nhưng mà mưa thì nó sẽ bị tạt vô chỗ của thằng ngấy nha. Tạt vô chỗ của thằng Tài nè. Đó, mưa gió thì sẽ tạt hết trơn vô luôn á. Đạt rồi, đạt trúng mục tiêu rồi. Nấp nấp hả Đạt? Cơm chưa? Hả? Nó nghe nè. Sao mà gặp mấy chú rồi trốn là sao? Hả? Đi chứ. Ê, hồi đi mua bánh với mấy chú nè, đi không? Thích ăn bánh gì? Hả? Đi. Thích ăn bánh gì? Bánh gì? Hả? Bánh gì? Bánh gì nói chú nghe coi, bánh gì? Con vịt. Hả? Con vịt. Bánh con vịt hả? Ừ. Ở đâu bán? Đi, hồi đi với chú nghe. Cái tập quán đằng kia phải không? Ừ. Đi, hồi dẫn lon đi với người đắng chú mua cho bánh ha. Kể cho chú nghe coi, hồi tối là cha con về rồi cái chuyện xảy ra làm sao? Nha. Yeah. Cái câu chuyện xảy ra làm sao hồi tối á? Cha con về rồi con có phát hiện không? Không, chưa bao cả. Biết rồi nhưng mà lúc cha con về á là cha con vô cha con gõ cửa hay sao? Mà có cái chú chung mà ngủ. À cũng như là ổng về ổng chui đó là ổng chui xuống trái. Ổng xuống trái ngủ. Ừ. Ổng xuống trái ngủ rồi sao ở trên nhà mình phát hiện? Chưa đi ra. À chị ba đi ra chị ba gặp ha. Ừ. Gặp rồi chị ba làm sao? Chị phải xách ra một cái. Chạy. Lúc đó sao con không can ngăn Đạt? Ừ. Sao Đạt không can ngăn?
1 triệu không cho cây. Con phải can chứ, mà con là con trai là trụ cột của gia đình đó. Phải can ngăn chứ. Chứ em cho ngăn. Nhưng mà tại sao con không thương cha chút nào chứ là sao? Nói chú nghe coi, nói thiệt đi, hồi chú mua mà bánh gì, bánh con vịt con cá cho ăn. Cho con với con Dung, mấy con gì? Con Lon. Mỗi đứa 2 bịch ha. Được không? Bộ giỡn gì á? Con thương anh hai con không? Thương. Sáng giờ có đem bánh gì trên, có đem cơm trên hàng chưa? Chưa. Chưa nấu nữa hả? Sáng giờ con ăn sáng chưa? Ăn mì rồi hả? Rồi tối con Dung nó liệm thùng mì của cha vậy, rồi sáng mì đâu ăn? Đâu là lấy mì coi, còn không? Chưa nè. Hết luôn à? Rồi ơi, hết mì luôn rồi. Gì? Vậy đâu, lấy chú coi à? Lấy mì gì ạ? Quá trời mưa lớn rồi. Cái này, quăng luôn hả? Một thùng kia đầy đi hết trơn mà nó quăng luôn rồi. Rồi lúc quăng là mẹ con có la không? Rồi loạt chuột xấu chai. Trời ơi trời. Rồi còn xương không, mà cá này của ai? Mẹ. Rồi con ăn gì? Mì không ha. Trời ơi mưa quá, quý cô chú anh chị ơi. Thấy tội nghiệp quá. Đó, đang mưa. Đó. Bây giờ mưa quá ướt nhẹp hết trơn rồi. Nhà Dung nè. Từ nữa cha con về á, có gì ăn con đem ra cho cha con ăn. Vậy cha mới thương. Chứ thôi bỏ cha con tội nghiệp. Mưa gió mà giờ ngấy nó ở ngoài tội nghiệp quá. Có ngày con dòm anh con gì đó hả? Có ngàn gan dòm anh con gì đó hả? Có sợ anh không? Có sợ anh con không? Anh con quậy con sợ không? Đã. Anh con quậy con sợ không? Sợ ha, ghê ha. Đó. Rồi tạnh mưa rồi. Ngày mưa gió ở nhà của Dung. Sáng giờ lột được mấy cái rồi Dung? Mấy thao rồi? Ui ôi. Rồi Dung ngủ mà bị chụp lén hả? Được, chú coi cái tư thế ngủ dữ dằn rồi. Ơi coi kìa. Ai mà dám bóc phốt Dung vậy? Hả? Rồi tiêu con Lon rồi. Con Lon dám bóc phốt chị hai đang ngủ say. Nè thấy chưa, nhìn cái tướng ngủ rồi nè. Ồ, ghê chưa? Ôi ôi, còn nữa không? Không, chưa rồi. Ôi ơi, đó, dám bóc phốt chị hai ngủ say. Dung này cũng nghe mấy con Lon này gan, dám phá chị hai. Chị lại chưa? Ai hả? Mẹ đứng bên cua hầu. Đó rồi, đi đâu chơi? Cua hầu. À, đi chùa ha? À, chỗ của bác Hồ ha. À, chỗ công viên ha.